tối hôm qua chị về chị rêm, mà chị rêm nguyên cái chân, hơn cái chân chị nó ngắn á, cái chân chị nó dài chắc nó rêm lâu lắm. Và hai ngày chị chạy qua sức đàn ông, chị chạy đến nỗi bóng rổ xạo nữa, xạo nữa. Không, thiệt cái đó là thiệt á, thiệt tình vậy luôn. Là khi Hương chạy thì lúc chạy thì mình không có nghĩ. À, hôm nay thì cái game cuối cùng thì Hương lại ở lại tại điểm chốt cho Nghĩa chạy. Nhưng mà hôm nay số của Nghĩa lại sướng. Hôm nay Nghĩa đi hai nữ thì hai nữ sẽ không có game nặng, cho nên không có chạy bằng Hương. Hương là hai ngày đều bị nam hết. Ngày là bị vận động viên bóng rổ và anh Phương là nam, cho nên là phải có game nặng. Rồi trước đó là game của Đan Trường yêu cầu thì Phương phải đi theo hỗ trợ. Và sau đó cũng là game nặng, phải chạy nhảy một cái thùng phi. Đó, rồi Nam Thư là phải Phương chạy qua con ngựa luôn đó quý vị. Chạy qua mặt con ngựa luôn. Và mọi người rất là lấy cái đó là một cái động lực. Có nghĩa là nếu mà chạy outside ngoài trời, người đã từng chạy qua con ngựa đó là chị Việt Hương. Đó, cho nên giờ các anh em quay phim không ai dám nói gì hết. Chỉ có một quay phim duy nhất mà Việt Hương rất là để ý, ốm mà dài, dò dài. Đó là Linh. Việt Hương thì chạy qua con ngựa, còn Linh là chạy qua đầu chị Việt Hương luôn. Cho nên là sau 4 ngày quay game tại Đà Lạt, 2 ngày nặng nhất Việt Hương đã chạy rồi. Hôm nay là ngày nhẹ nhất thì là Đại Nghĩa chạy. Cho nên là mấy bạn hỏi chị mệt không ấy. Lúc mà chị chạy á thì chị quên mệt, nhưng mà tối về nó rơi mình nha quý vị. Với cái giò 1,5 m chiều cao của em, và cái giò là phải như cái giò 8 tấc của em đó quý vị. Làm qua nó rim quý vị ơi, nó rim từ trên đây mở rim lên. Xong em phải gác hai cái giò anh cao cao lên. Và sáng nay em quyết định là thôi để chị ở lại đây. Chị ổn định là tại vì chị chích trực tiếp vô đây. À, chích trực tiếp. Mà khi chích trực tiếp như vậy là nó sẽ có tác dụng liền để mình làm việc. Bây giờ thì đang rất là ok, không biết sau này như thế nào.